người đã khiến tim em rung động và thưởng thức đêm ngày như mộng. Chỉ muốn ôm anh trong lòng suốt giữa chân không và lòng kính anh trong căn phòng. Chẳng là giấc mơ nơi thiên đường. Hello cả nhà. Nếu mà chúng ta đang tìm kiếm một chiếc loa giá phải thật là rẻ, hát phải thật là hay, thì đây chính là cái chiếc loa mà chắc chắn là chúng ta đang mong ước. Trong video này thì chúng ta sẽ không có PA quảng cáo hay là không có review gì nhiều, mà là video chúng ta sẽ đấu giá chiếc loa này. Tại sao chúng ta đấu giá? Tại vì chiếc loa này là chiếc loa trưng bày và nó có một số vết chày. Vết chày ở đây cả nhà ha, một cái nè, hai nè, nói chung nó có một số vết chày thôi, không có gì hết cả nhà nha. Và đây là chiếc loa chưa qua sử dụng. Chưa qua sử dụng có nghĩa là Tâm Việt chưa có bán cho ai hết, chưa khách hàng nào mua về sử dụng hết, và nó cũng không phải là loa bị lỗi gì cả, nó chỉ là loa trưng bày bị bụi và bị chày một số ít thôi cả nhà ha, và nó tồn kho đó, thì hay trưng bày mà. Nên là hôm nay chúng ta sẽ đấu giá. Giá gốc của chiếc loa này là 8.990.000. Chúng ta sẽ đấu giá trong vòng 2 tuần bắt đầu từ khi video này được đăng tải lên, và ai là người trả được giá cao nhất thì người đó sẽ có được chiếc loa này. Và giá khởi điểm của chúng ta là 500.000 cả nhà nha, 500.000 đồng với một chiếc loa giá rất là rẻ, phải nói là cực kỳ hay với mức giá như vậy, giá khởi điểm. Còn ai mà muốn cưới nó thì tùy thuộc vào mức giá mình trả thôi. Bây giờ mình sẽ thử mic cả nhà nha. Loa này thì nhạc đánh mọi thứ mạnh mẽ cả nhà nha. Đây, xem cái độ hút nè. Cả nhà thấy như vậy là hiểu cái độ hút của loa như thế nào rồi ha. Mình để mic rất là xa, âm lượng hiện tại rất là nhỏ. Mình thử mở lớn cho cả nhà nghe cái độ đánh lực nè. Đánh rất là đẻ luôn. Rồi, âm lượng micro hiện tại là đang là 50%, 50% thôi cả nhà nha. Rất là hút. Hút cực kỳ hút luôn. Mình giảm tắt nhạc rồi để mình thử mic cho cả nhà xem. Loa này á hả? Mic này là chúng ta còn tăng được âm lượng nha. Đây. Chúng ta còn tăng được âm lượng nè, nó lên tới phức 7 là mức cao nhất nè. Cả nhà thấy cái độ hút không? Ở mình để cái khoảng cách nè, hơn 20cm, 30cm vẫn hát được nè. Xây giấc mộng bắt đầu, yêu người thua mới đôi mươi. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em, soi đá u buồn. Ok, âm thanh rất là cao, mới có là tăng full trên mic. Và trên loa là 50% thôi, còn lên nữa còn kinh khủng nữa. Mà như vậy nó lại chống hú tốt nữa. Cả nhà chúng ta xem nha. Mình hát ngay trước mặt loa luôn này cả nhà thấy không ạ? Đây. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Rồi. Không biết ai sẽ là người chiến thắng chiếc loa này đây. Chúng ta hãy cùng cứ đấu đi cả nhà. Có bao nhiêu thì đấu bấy nhiêu nha. Nhiều khi người cuối cùng 500 mà người cúng cùi là 501 thì vẫn thắng thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye và hẹn gặp lại ở video đấu giá lần sau nếu có. Truy cập bằng điện thoại, truy cập bằng máy tính, truy cập web chuyên gia, truy cập website đại diện uy tín.